chín thì nha mọi người, mình chiên xong nha mọi người, mời tất cả mọi người ăn mà bắp chiên bột với mình nha mọi người. Đây nó vàng ươm ngon lắm nha mọi người. Chào tất cả mọi người nha, nay mình bắp á, mình xách ra mình bào ra gọt ra đặng mình chiên ăn nha mọi người. Mình có mua 4 trái bắp, giờ mình làm mình chiên ăn buổi trưa cho nó đỡ buồn nha mọi người. Gọt ra mình mua hấm gà cũng để 2-3 bữa rồi, tại mình không có thời gian mình làm á. Ra đặng mình chiên ăn ngon lắm mọi người. Để nguyên trái ăn ngán. Gọt cho nó mau quá, bào thấy lâu quá. Trái bắp làm cũng nhiều mà mình làm tới 4 trái. Đây 4 trái mình bào ra rồi nha mọi người, 4 trái bắp nha mọi người. Lấy bột chiên giòn nha mọi người, bột chiên giòn bột nào cũng được nha mọi người. Mình bỏ vô. Mình cho một miếng hạt thêm nha mọi người. Cho chút xíu nước ấm ấm. Mình có pha thêm chút bột gạo nữa nha mọi người.
hơn chút bột gạo. Tại vì bắp nhiều quá mà bọt chiên giòn mình còn ít á, cho nên người ta ra chút bột gạo. Mình cũng không ít cho bột mì. Xong, giờ mình bắt đầu chiên nè mọi người. Đắp chiên bột vàng giòn ngon lắm nha mọi người, vàng rơm luôn nè mọi người, thơm, nó thơm mùi bát ngát luôn nha mọi người. Lần đầu tiên mình chiên nha mọi người. Dạ ngon. Mình không có bỏ màu gì trên nha mọi người. Nó vàng tự nhiên nó thôi. Chỉ bỏ bột gạo, nếu mà không có bột mì thì bỏ bột gạo với bột chiên giòn với hạt nêm là rồi. Chín thằng Nga mọi người, mình chiên xong rồi mọi người. Mời tất cả mọi người ăn mà bắp chiên bột với mình nha mọi người. Đây, nó vàng ơm ngon lắm nha mọi người. Ăn là ghiền á, nó ngon lắm á mọi người. Nó thơm mà nó dẻo, nó sao á, ăn như là nó thơm thơm bánh bánh bắp mà thứ mà bán cho em bé cục tròn tròn này, ăn nó thơm mùi vị y hệt vậy đó, ngon. Quá sức ngon luôn. Bốn cho bắp mà mình chiên ra mâm vàng ngon lắm mọi người, không bỏ màu gì hết.
dẻo thì cũng ngon. Nó dẻo nhẹo nè mọi người, chứ nó không có giòn, nó dẻo. Tại bỏ miếng hạt nêm á mọi người, bỏ hạt nêm vô ăn nó mặn mặn nó ngon. Giòn ngon, ngon một bánh chuối nhiều. Làm cũng mau lắm mọi người, không có lâu, chút xíu à. Nếu hai người ăn thì sắc hai trái là vừa, bốn trái là nhiều. Vàng không? Ngon lắm nha mọi người, ăn ghiền á. Tại mình mới ăn cơm á. Ngon, mình ăn nhỏ còn ngon. Thôi mình kết thúc video đây nha mọi người, mình đủ thời gian mình không có ra quay dài được, nhưng mình sẽ quay chẳng ăn nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video của mình nha, chúc mọi người vui vẻ nha.